Hello cả nhà, hello, welcome back một lần nữa Nhung Phan Cuộc Sống Nghỉ. Cái clip thứ hai của cái đêm lạnh thứ hai rất là lạnh. Nhiệt độ của tụi em ở Texas nếu mà đông đá mà ở nhà đó gọi là như vậy gọi là hoành tráng rồi đó. Thật sự so với miền Bắc thì là quá nhiều. Thì như em nói hôm qua đó, để được ở nhà thì đã cập nhật cái chương trình thứ hai của cái Greenhouse em là cái đêm thứ hai mà lạnh đó. Thì bữa nay mình nói về đề tài cái hit đi. Tất cả trong này em xài 7 hoặc 8 cái, 7 cái coi như là trực tiếp. Còn cái thứ 8 đó là thích thì mở, không thích thì thôi. Nhưng mà nếu mà muốn an toàn là tại vì thà cho nó đủ, còn hơn nó không đủ là tại vì em không sợ. Tại vì có 2 hoặc 3 đêm lạnh của Texas rồi nó lên trở lại thôi. Thành thử đêm nay có thể là xài 8 cái. Cái tip này á là cái chủ, cái này với cái bên kia, hai cái đầu đó là cái chủ đó. Cái này 3 tấn của cái hit khui, nhưng mà mình chỉ xài cái bên cái bộ phận của cái hit thôi. Cái này hiệu Carrier. Sau này quý vị xài đi, rồi mình dùng cái loại này nó rất là tốt. Là thứ nhất, thứ hai nữa mình di chuyển nó được. Ví dụ như cái bộ điều khiển đó đây, em câu xong rồi em di chuyển nó y chang trong nhà mình đó. Nó set up nối mạng trên iPhone, rồi dời cái control ở đâu cũng được. Mình giờ bất cứ chỗ nào cũng được. Nói tóm lại là rất là tiện nghi. Set trên điện thoại hết toàn bộ. Toàn bộ điện thoại hết. Nhưng mà cái này nó chạy rất là an toàn, là tại vì không bị háp cây. Cộng với cái đó nên là cái thứ hai ở đây, cái góc này nó thủ. Em không biết em bấm tới cái gì mà em vừa nói xong tắt rồi. Em không điều khiển control nữa, em điều khiển trên này. Có nghĩa là em bấm trúng cái gì rồi, có nghĩa là em thọt chữ ốp khi em cầm cái remote lên, cái control lên. Em ốp nó rồi, that's why. Ok, mở nó lại, đúng rồi, nãy em tắt đó. Ok, cái này em set 65, cái này 65 cũng rất là cái này home trong nhà. Ok, David. Ok, giờ em set là 65 đó. Trong ngày giờ 66. Ok, cái này nó rất là tiện lợi, là tại vì nó xài 240 nha. Mình đi đường điện riêng xài cho nó 240 cộng dây. Em kéo cuối mùa em sẽ cuốn nó lại, tại vì cái này em dán băng keo mà. Em dán băng keo tạm bợ thôi. Cuối mùa em sẽ cuốn này lại, gắn cái này cất để cho trong góc, tới mùa đẩy ra chơi tiếp. Cái lợi hại của nó là vậy, là tại vì tất cả hit trong greenhouse em là đều dời đi hết, là tại vì mùa hè là chính, mùa đông chỉ có tạm bợ thôi. Thành thử mấy cái hit đó em cũng cuốn lại. Mùa đông giấc này ở ngoài khoảng chừng tầm để em coi luôn, sao vừa đụng vô tắt luôn à. Em tắt rồi, em mở lên lại rồi mà nó chưa chạy, tại vì nó giờ 66 trong này, em set 65 nó không chạy. Hiện tại trong này là 29 độ F, 27 độ bữa nay lô đó, như hiện tại giờ 29 độ F, đang mưa tuyết đá ngoài, lập bọp ngoài đó, nghe rất là rút rít. Thì nhìn nguyên cái hệ sinh thái xanh tươi của em đây, là quý vị thấy cái nhiệt độ trong này rất là chuẩn. Cây cối em nó ok hết, không có gì hết. Thì giờ em nhảy qua bên đây, bữa nay mình nói hit đi. Hai cái hit nằm góc này. Tại vì hồi đó tới giờ em đi quay clip mà em, cái này là cái thứ 8 mà em nói đây, nó nằm ở đây trong nhà em. Em không cần thiết phải mở lên, nhưng mà tối nay thôi đi, thêm đêm nữa không sao hết. Thà nó dư chút còn hơn nó không đủ. Hình thứ đằng nào cũng lên, cái là cái này cái cao nhất mà dặn cái thấp nhất nè. Một ngày một đêm hết một bình ra 20 gallon, 20 pounds. Ok, cái này thực chất nó không có phải là cái hit mà em sắp xếp. Cái này trước em chỉ xài tạm bợ cái này thôi, ở khu vực này cái quạt nó thổi nhẹ ra bên đây. Ok, là ba cái hit ở đó rồi, một hai bốn cái hit rồi đó. Giờ mình vòng qua bên đây, cái hit nó thổi ra đây thì bên đây nói tiếp. Giờ này giờ trong tối trong greenhouse em đó, em mở đây một cái nữa cho cái khu vực này. Nhưng mà thật sự em nói em sợ, thành thử cây mai của em phải có một cái hit riêng cho nó. Đây là cây mai mà em đã nói trong quá khứ đó. Cái cây này chưa đâu, nay mai làm thêm clip nữa, thành thử em giữ cho nó ấm. Lạnh nó không nở đó, chứ có bông này đúng ra hôm nay nó cũng nhiều lâu rồi. Nó nở được có con cành mai, còn tất cả để sửa sạn bung đó. Nhưng mà
sau cơn mưa trời lại sáng, vừa hết cái đợt này là nó bung ra cái là em nó hoành tráng luôn đó. Ok, vòng qua bên đây. Dắt này là nhiệt độ rất là rất sâu xuống rồi, mình phải nói vậy. Cái bao ni lông của em đó, em nói trước là không có xài double nha, không có insulation, không có bubble ngay chính giữa đâu. Của em xài có một lớp bọc rất là mỏng đó, như ở đây như vậy. Đây nè anh em mình coi nè, cái để em lấy cái này lên cho coi. Cái này gì, này nước đá nè, nó nằm như vậy là cục nước đá nè, nó nằm trong greenhouse em đó, thành thử mấy này là mấy cái chết cây mình. Rồi vòng qua bên đây, sở dĩ em cho quý vị coi thêm một cái hit thứ hai của em nữa. Cái này cũng 240 nha, mà loại là loại xài. Cái này em tháo ra mùa hè, tháo ra đem đi cất, nó cũng có cộng điện chạy, 240 em câu ra. Tất cả những cái mà xài ngoài này đều có hệ thống an toàn và breaker đàng hoàng nha quý vị. Thành thử nếu mà design, mình design cho nó đúng cái khuôn khổ của nó nha không, thì cái này nó chịu trách nhiệm thổi ngược lại đằng kia. Đằng kia có một cái thổi chận đầu đó, bên kia có cái quạt đảo của em. Trong này lúc nào cũng có hai cái quạt đảo 24/24, không có lúc nào ngừng hết. Hai cái quạt đảo, camera ở đây theo dõi nhiệt độ, em theo dõi ở trong nhà hoặc là đi làm. Cái camera đó theo dõi cái nhiệt độ ở đây, là khi em cần thiết em nhìn nhiệt độ em mới biết cái tình trạng cái greenhouse em như thế nào. Thì đại khái khu vực này của em quảng cáo luôn cây chanh ngón móng tay của em nè, Australia lime nè, ba cây mận em chiết năm rồi ra đó. Ngon cơm không, ngon cơm ngọt canh không, ai thích mận đỏ hello hello cả nhà liền. Chút nó đi rồi em lặt mấy cái này vô em ăn cho quý vị xem. Rồi giờ đi vòng quanh đây, một cái hit đó, hai cái hit bên đây, ok, 1, 2, 3, 4, 5 cái rồi đó. Hiện tại giờ là 5 cái hit nằm ở khu vực này rồi. Giờ mình đi lại đây, cái sẵn đó nói luôn, cái cây khế nó là cây khế ngọt, cái trái bề ngang bề lớn mà nó dài vậy nè, cái cây này nè nó rất là bự, mà là giống em lấy rồi, giờ nó ra hoa rồi. Thì là hy vọng mùa hè này sẽ có, là bà con nào thích cây này, cây khế ngọt nha, nó giống như trái sầu riêng vậy đó. Em nói chơi thôi chứ nó cỡ này dài vậy thôi, nó giống con này, em biết cái giống của nó tại em lấy. Ok, đi thẳng qua đây, em có 4 cây một giống một. Chuối lùng, chuối lùng này trồng chậu, phát triển như thường, có con ra nè, phát triển như thường. Những cái cây mà em đem vô trong này đều sống hết. Ok, 1, 2, 3, 5 cái hit đây, cái này cái thứ 6. Ủa tính bây giờ đâu mất cái ta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi, cái này cái thứ 7. Cái này cái thứ 7. Cái thứ 7 nó nằm, nó chịu khu vực này. Thì như ở đây đó thì bà con coi đây, khi mà mình hạp rồi đó thì tất cả những cái loại mà cây này, cây cam nè, cây cam nó ra hoa đầy hết đó. Giờ này là giờ của mấy em nó bung hoa, bung hoa bung tược nha, cam nó lạ vậy. Với được hai cây cầu mẳng cầu xiêm lớn của em đây, thì hai cây mẳng cầu xiêm này thì hy vọng năm nay có trái đó. Mà theo em biết thì rất là khó, nhưng mà em đã cố gắng. Bên đây nữa nè, bên đây cây tắc nào, đây cây tắc đây, tắc cũng ra hoa bịch bù lại để lên đợt mới đó. Bên kia là chanh dây, ở trong góc này em có thêm một cái quạt nữa nha, cái quạt này cũng là quạt đảo đó, 24/24 không ngừng đó. Cái tắc thì mùa này mùa tắc với chanh với quýt đó, ra lưu tù tì, lưu tù tì. Anh chùm chuột ra hoa mà không biết có đậu không, nó sắp sửa ra. Chút ra chút chứ chưa có đầy. Cây chùm chuột này trong quá khứ được một trái mà có tặng cho cha Tuấn một cây, một cái đó vui lắm, nó chưa lè, cha nhăn mặt hết. Ok, vòng quanh đây hiện tại giờ để em coi cái nhiệt độ hít của em nè, trên 60 đó, đúng rồi, 62 hoặc 62 thôi. Ok, không, 10, 20 đây là 30. Ok, nói như là 62, 65 gì đó cỡ đó. Vẫn còn nha. Thì
tối em đi soi chim. Cái để em cho quý vị coi cây táo Thái của em vừa hết trái rồi, em kiếm không ra nữa. Thì để em qua đây để em cho coi cây, bà con đứng đó đi, em đi soi chim. Cái cây này là cái cây để em cho quý vị coi. Cây nhãn mà em trồng dưới đất của cái xứ sở, cái thổ địa, cái thổ nhưỡng tách xịt mình đây. Đó là cái cây mà em muốn giới thiệu với quý vị, là cái cây nhãn này nè. Nó em trồng xuống đất luôn. Đất này đất của mình nè. Đất này đất tách xịt mình đó nha. Cây nhãn của em nó xuống luôn á. Thì nó bung chồi, thấy thương lắm. Nó bung miệt mài. Mùa này là mùa của mấy em đó. Cái nào bung là bung. Cây này của em bơm để đó. Nó được rau hoa đây. Đợt rau hoa thứ hai của nó. Thì giống như em nói, nó cố gắng để cho nó tạo được cái hệ sinh thái ấm trong này, để nó đừng rụng để em thất mùa. Đó là cái cây mà điển hình của em để đây cho quý vị xem đó. Ok. Thì cũng vui, buổi tối mà đi trong này như vậy thì em cảm thấy ok rồi đó, đã khoái khoái rồi. Thì sẵn ở đây em rứt một vài trái để lát giờ em ngồi em cắn cho quý vị xem. Sẵn đây em rứt mấy trái luôn đi, em cầm để lát giờ em rứt mấy trái cho quý vị xem. Em cắn em rứt nè. Okay, em rứt 3-4 trái gì đó để lát giờ em thử cho xem. Em đi coi phim mà nghe con gì đó, con chim cúm núm gì nó kêu ốc ốc mà. Qua bên đây thì cây chanh với cây chanh. Chanh thì thật sự dễ trồng rồi, nó mua về mình bỏ nó ra bông nè, chùm chùm bên kia đậu trái kìa, anh em thấy không? Với trái chanh nhỏ đó, đậu trái thẳng đó luôn. Thấy không? Đó, đậu trái đó. Và cái em nói ở đây, cái vườn em thì không có bự lắm đâu, nhưng mà em cố gắng làm. Không phải cố gắng làm, cố gắng trồng mỗi thứ một loại. Đây cây nhãn đó nè, nhà hoa nhãn đó. Ý em nói là nó phát triển tốt lắm. Cho dù ở ngoài 20 mấy độ nhưng mà giữ được cái hệ sinh thái đó, thì em đó là cái kỳ công và cái công sức của mình bỏ ra đó. Nhưng mà mùa này là mùa hoa của hình như em thấy ấy khá nhiều, đang ra bông nè, ra tược mới, thấy phun bung ra, thấy tham mà. Ra hoa với ra bông. Cây này em biết là chắc là cây cam nè. Cây cam. Thì tối nay giống như là thường lệ đó, mình đảo vòng để mình coi cái tình hình cập nhật. Bà con cũng đang đợi xem coi coi ổn không, thì báo cáo là ổn hết mọi việc. Hoa lồng đèn em có nhiều lắm, ai có cần thì liên lạc. Tại vì nó cũng khá dễ chiết rồi, năm rồi em chiết ra được mới. Giờ thí dụ như đây nè, ngoặt bụi này mà ai có điều kiện thì trở về là coi như chơi hưởng luôn á. Tốt lắm. Đây chanh cẩm thạch đang ra bông với ra trái luôn nè. Em coi cái đậu được trái nào chưa. Chanh cẩm thạch nè. Cây cũng khá lớn. Đầu mùa xuân này em sẽ chiết chậu hết mấy cây này. Nhưng mà vẫn ra hoa đây. À, đậu rồi, đậu trái rồi nè. Đây nè, anh em thấy không? Đậu trái hết rồi. Chanh cẩm thạch nha. Rồi qua đây là chanh thường. Rồi thẳng đây để em lặt mấy trái cốc khí của em cái. Em lặt khoảng 2-3 trái để em thử thôi. Đây, quý vị coi đây, để em lặt. Đây, giờ em rửa cái đây nè, em lặt nè. Đây em thấy không? Lặt 1, 2. Để em thử cây bên đây luôn đi. Đó, thử bên đây chứ. Ok, lặt mấy trái để giờ em thử. Rồi, giờ em thử. Ok, cái... hít thì em giới thiệu sơ xong hết rồi đó. Thì đêm nay nữa là nhiệt độ lên rồi, ngày mai em đi làm lại rồi. Bữa nay được nghỉ sướng quá. Thì ngày mai đi làm lại thì sẽ quay trở lại cái thời phát biểu bình thường đó. Quay trở lại thời phát biểu bình thường thì nhiệt độ cũng phải lên lại bình thường. Sẵn bên đây em sẵn đây cho quái quay phim vô đây cái. Quái quay phim ơi. Để chỉ đứng đây em lặt trái này luôn, trái này để em thử luôn, em thử trái này được rồi.
Ok, để em thử trái này luôn. Đó, Đài Loan, này Đài Loan nha, ổi lê Đài Loan. Rồi đó, giờ được nhiêu đây để lát vô em rửa xong xuôi ở đâu em thử cái cho bà con mình coi cái. Thì giờ này thật sự mà nói trong này nó ấm, rất là ấm. Thì ấm lắm. Để em vô em thử cái này coi. Cỡ này là thử được rồi. Để coi cái chất lượng của nó ra như thế nào. Ok, hẹn gặp. Welcome back. Hồi nãy em mới điên vòng đó là do đem được một rổ khiêm tốn thôi. Cái này em lắc để em sở dĩ em làm cái này là em cho quý vị thính giả mình, quý vị bà con mình, cộng đồng mình coi đó là cái thú là như thế nào. Là mình là muối tiêu Mainfield của em đây. Cái thú của mình là sao, mình có thể bẻ trái cây sau vườn của mình để mình thích ăn, mình ra mình bẻ mình ăn, cái đó là cái thú nhất theo em nghĩ. Cái này cái em thử ra. Khế chua đó, khi nó vậy nó chua, khi nó chín đỏ là nó lại ngọt. Lạ của khế chua là nhỉ, cỡ này chua hết nè. Cốc thật sự thì ở ngoài bán nó khác, cái giòn của cái ngoài nó khác, với dĩ nhiên là khi người ta bán người ta vận chuyển có một thời gian lâu rồi. Còn này em mới hái ở ngoài luôn, em mới hái ở ngoài. Ăn cái này mới đúng là nó giòn mà nó tươi, từ trên cây hái xuống nó rất là khác. Nhưng mà em chỉ đi có một vòng thì em được ba loại trái cây: ổi Đài Loan, cốc Thái và khế chua. Em cố gắng lấy được cây táo Thái nữa, nhưng mà xui chịu mang hết trái là hết luôn trái cuối cùng á. Ngon. Để em ráng hết này đi qua cái ổi. Có cái hộp qua tới rồi. Chua ngọt ngon lắm, cộng với mới rồi. Mình thử cái này nha, hạt rất là ít. Ổi Đài Loan, ổi lê Đài Loan. Ngon. Ổi lê Đài Loan, ổi Đài Loan đừng để cho chín quá. Nếu mà ai rồng lấy hộp rồi lấy ương rồi lấy chín. Còn kinh nghiệm của em ăn ổi Đài Loan ăn cả này được à. Cả này ok rồi. Quanh năm cảm ơn quý vị ủng hộ. Hẹn video kế tiếp. Thank you. Good night.